Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 13. Bấy giờ, nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì mang đèn vừa mang dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới. Và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi. Thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Các bạn thân mến, vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đây là sứ điệp quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Người không ngừng mời gọi chúng ta sống thực thi giáo huấn của Người hàng ngày. Nhờ đó mà chúng ta mới có thể lãnh nhận phần thưởng là hạnh phúc nước trời khi kết thúc cuộc sống tạm bợ nơi trần thế này. Trong chương trình huấn luyện các hướng đạo sinh, nhà đào tạo luôn đề cao tôn chỉ sắp sẵn. Với tôn chỉ này, người hướng đạo sinh được rèn luyện, được hướng dẫn, biết chuẩn bị chu đáo, trang bị cho mình những dụng cụ cần thiết để có thể đáp ứng với mọi hoàn cảnh xảy đến bất cứ lúc nào. Nhờ sắp sẵn và biết dự phòng, người hướng đạo sinh sẽ linh hoạt hơn và tháo vát hơn. Hướng đạo sinh nào không đáp ứng cách giáo dục sắp sẵn sẽ bị loại khỏi việc huấn luyện. Trong sinh hoạt đời sống bước theo Đức Giêsu, Chúa cũng muốn mỗi Kitô hữu biết sắp sẵn trong hành trình đời sống đức tin. Chúa muốn chúng ta phải ra công tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa hàng ngày, để Chúa có thể ban cho chúng ta những ơn cần thiết mà sống hạnh phúc. Trái lại, nếu đi theo Chúa mà không sắp sẵn sàng để bước theo Chúa, chắc chắn Chúa sẽ không hài lòng, nhất là quá ỷ lại vào lòng thương xót và bao dung của Chúa mà không cố gắng. Chẳng hạn như thái độ ỷ lại, Chúa nhân từ, Chúa không phạt chúng ta ngay đâu. Hãy ăn chơi cho thỏa thích, khi nào không còn chơi nổi nữa thì quay về với Chúa, Ngài sẽ tha thứ hết. Thiên Chúa thì luôn nhân hậu và xót thương, nhưng liệu chúng ta có vượt qua được những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ quay về cùng Chúa hay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm để biết bền chí trong việc gắn kết với Chúa mỗi ngày trong kinh nguyện. Nhờ đó, chúng con tỉnh thức và sẵn sàng bước theo tiếng Chúa gọi mời. Amen.